hai phạm nhân nguy hiểm trốn khỏi trại giam ở Hà Tĩnh đã bị bắt. Công an tỉnh Hà Tĩnh trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ, hiệp đồng của quần chúng nhân dân, các cơ quan tổ chức trong quá trình truy bắt hai đối tượng trên. Sau hơn 3 ngày bỏ trốn khỏi trại giam Xuân Hà cơ sở 2 đóng tại xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, phạm nhân Phan Công Thành và Nguyễn Đắc Hoàng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ vào lúc 1 giờ 45 phút ngày 9 tháng 12 khi đang lẩn trốn tại địa bàn xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên. Công an tỉnh Hà Tĩnh trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ, hiệp đồng của quần chúng nhân dân, các cơ quan tổ chức trong quá trình truy bắt hai đối tượng trên. Trước đó, lúc 15 giờ chiều mùng 6 tháng 12, trong quá trình lao động, cải tạo tại phân trại số 2 của trại giam Xuân Hà, đóng tại xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, hai phạm nhân Nguyễn Đắc Hoàng, sinh năm 1984, trú xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên và Phan Công Thành, sinh năm 1987, trú xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh đã lợi dụng sơ hở bỏ trốn khỏi nơi giam giữ. Phạm nhân Phan Công Thành đang phải chấp hành hình phạt tù hai bản án của Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tòa án Nhân dân thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng hợp hình phạt là 19 năm tù giam. Nguyễn Đắc Hoàng đang chấp hành hình phạt 20 năm tù giam vì tội mua bán trái phép chất ma túy theo bản án số 117, ngày 10 tháng 11 năm 2017 của Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An.